Xin chào anh em, mình là Trung Phan và hôm nay mình sẽ xuống một kiểu tóc dài, một kiểu tóc gọi là Sidebar Monet xuống Mohican cho anh em tham khảo nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành chia tóc, mình sẽ chia giữa phần top và phần dưới chân để mình xử lý phần chân trước, sau đó mình sẽ cắt ở trên sau. Các bạn nhớ chia là chia phải chuẩn nhé. Chia phần ngôi phải chuẩn. Bây giờ mình sẽ khi mà chia xong mình sẽ tiến hành xả tóc phần ở dưới chân. Mình sẽ đi lược nha mọi người. Mọi người có thể đi lược hoặc là cũng có thể sử dụng cứ 4,5 mini nhá. Để chúng ta đi thì như mình hay cắt quen lược nên là mình sẽ sử dụng kỹ thuật kê lược của mình. Đấy. Mọi người lưu ý là chúng ta kê đuổi lên nhé. Đuổi như kiểu là chúng ta phá form, lên form. Đấy, thì chúng ta có thể cắt gọi là để cho nó phá những cái tóc dày đi. Để cho chúng ta nhìn thấy được cái form đầu xem là nó có bị lồi lõm hay không nhé. Nếu mà form đẹp thì chúng ta sẽ tiến hành fade. Còn nếu mà lồi lõm nhiều quá thì chúng ta sẽ đi cữ và chúng ta kê thôi. Cái lược đuổi dần lên. Thì chất tóc của bạn này là nó rất là sơ, tại vì bạn ấy đã tẩy 2 lần và nhuộm màu khói và mới nhuộm đen lại. Thế nên là cảm giác giờ vào nó rất là bị yếu, sơ, sơ xác. Đấy các bạn nhìn. Nên chúng ta phải xịt nước vào. Bạn này thì bạn ở trên Lào Cai và mới xuống Hà Nội này để đi làm. Thì chắc là được bạn ấy làm nhà hàng thì bạn ấy chắc là sự góp ý của mọi người hay sao ấy, là quyết định là xuống tóc. Chứ thực ra là cũng thích để tóc dài đấy. Tại vì cũng nói là muốn để tóc dài mà, nhưng mà chắc là làm nhà hàng phục vụ cho nên là chắc là yêu cầu phải cắt ngắn gọn. Bạn này thì nhìn rất là phong cách, khuyên tai, cái cả đồ bạn ấy mặc rất là kiểu phong cách, rất là hip hop. Đấy, thì chúng ta sẽ xả bớt tóc đi nha. Kê được cho nó thành một cái khung luôn, tạo một cái khung đầu. Thì như vừa rồi mình được qua ấy, thì mình thấy là form của bạn này đầu khá là lồi lõm. Thế nên là mình sẽ quyết định sử dụng cứ 3 mini để đẩy đều lên và kê được đuổi đều lên. Chứ mình không fade mọi người. Tại vì khi mà form đầu xấu chúng ta fade thì nó rất là lâu và nó sẽ không được hiệu quả. Đây mình sử dụng cứ 3 mini nha mọi người. Và chúng ta đẩy cao lên một chút. Đi khung này tầm khoảng độ 2 phết nha mọi người. Chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta đẩy lên phần trên thì chúng ta ngửa cái mũi tông ra nhé. Chúng ta đẩy hình chữ C nhé mọi người. Đấy, chúng ta sẽ đẩy hình chữ C đấy. Để ý là lên trên chúng ta sẽ ngửa cái tông ra. Chúng ta cứ cắm thẳng lên là tí nữa chúng ta lại phải kê lược đuổi lên để nó sẽ càng cao. Lưu ý một chút là phần gáy thì chúng ta có thể đẩy thấp thấp một chút thì chúng ta kê lược đuổi dần lên là vừa. Đấy các bạn ạ, form rất là nổi nó. Xả tóc đi thì mình mới nhìn thấy được. Nếu bạn nào mà không xả tóc mà kiểu cho sát quá mà xác định fade mà cho thẳng vào da đầu nó cũng hơi mệt đấy. Sau cái đó chúng ta sẽ sử dụng cứ 1,5 nha mọi người. 1,5 để đẩy sát cái phần dưới chân một chút để cho nó trắng lên một tí. Và nó có độ đuổi đấy. 3,5 và 1 à 3 xong rồi đến 1,5. Đấy. Ok. Sau khi đẩy xong phần cữ thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị kê lược.
Rồi, giờ đây mình sẽ tiến hành kê nược nha mọi người. Đối với những cái khung đầu mà nổi nõm vậy thì chúng ta hạn chế sử dụng cữ nhá. Tại vì dùng cữ thì chúng ta phải nên nổi thật tốt thì nó mới đều được. Nếu chúng ta đi nược thì chúng ta nhặt màu thì nó sẽ cơ động hơn nha mọi người. Dùng cữ thì nó hơi bị phức tạp một chút. Nếu mà sọ đầu mà nó phẳng ấy, thì chúng ta dùng cữ thì nó rất là nhanh. Còn đối với mọi cái sọ đầu mà nõm như này thì chúng ta kê nược, chúng ta nhiều cái chỗ nó nõm chúng ta chỉ dùng mũi nược chúng ta nen vào thôi nhá. Đấy, chúng ta cứ kê đều thẳng lên, kê đuổi lên. Đấy, phần sau gáy thì chúng ta hơi ngửa ra một chút, giữ lại một chút gáy. Nếu mà đẩy cao quá thì cái sọ, cái gọi là cái tiểu tiểu não đây đấy, là nó sẽ lồi ra nha các bạn. Lồi ra thì trông nó rất là khó coi. Chúng ta hơi ngửa ra một chút, gọi là tạo một chút gáy đuổi lên. Đấy, bạn này nó còn đỡ, nhiều bạn có nổi hẳn một cái cục cục đằng sau này. Nhiều bạn là dễ bị lẹm chỗ đấy, là hay trắng ra. Đấy, do là mình tự cắt và tự quay nên là đôi khi mình chỉnh máy ảnh nên nó có hơi rung, hơi khó chịu một chút thì các bạn thông cảm nhé. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Chúng ta kê được lên thì nó cũng nhìn của nó cũng không đến nỗi, nó cũng mịn đấy ạ. Cũng đều màu. Thực ra đầu này thì chúng ta cắt gọi là cho nó đều màu thôi là nó tốt rồi. Còn để mà lấy hiệu ứng cái đầu này thì chắc là khó có thể làm hiệu ứng. Tại nếu hiệu ứng thì chỉ có cắt gọi là lao phết thì may ra thì về có hiệu ứng được thôi. Còn ví dụ như bạn ấy cắt môi cần như này thì đòi hỏi nó cao cao một chút. Và mình nhìn mặt bạn này nhìn nó cũng men men nên mình quyết định gọi là cắt cho nó cao lên một chút, cho nó sáng sủa khuôn mặt và thay đổi đi cho bạn ấy một chút. Mình thì mình là thiên về ứng dụng, có nghĩa là cái kiểu tóc nó ứng dụng với khuôn mặt hơn, nó thực tế. Chứ mình không thiên về theo kiểu cắt treo sách vở. Chúng ta đòi hỏi là cắt phải có hiệu ứng thế này thế nào. Sau đó cái này thì mình mở lưỡi nha các bạn. Mình mở hết lưỡi ra để đẩy những cái lông tơ phần chân dưới đi. Chúng ta cắt lưu ý phần chân là phải sạch sẽ nha mọi người. Cắt sạch. Đấy, sau khi xử lý xong chúng ta có thể bạn các bạn thấy là mình sẽ sử dụng cữ 1/5 và mình nghiêng tông đi để sục vào những cái phần mà còn đen, những cái phần mà được chúng ta không nhặt được nữa. Chúng ta bắt đầu mới sử dụng cữ nhá. Chúng ta dùng một phần nhỏ của cái lưỡi của cái tông đơ mình nghiêng đi và mình gẩy vào những cái phần đen nó còn một chút ngấn ấy, thì chúng ta nhặt nốt cái màu đi nha mọi người. Chúng ta làm sao cứ để cho cái khung đầu của khách nó làm sao để nó đều là được. Rồi, xong thì vừa rồi mình đã cắt xong cái phần chân. Phần chân tiếp theo đó mình sẽ xử lý những cái phần trên tốp. Phần trên tốp này thì nó cũng khá là dài. Thế nên là mình phải xịt nhiều nước mà một chút trải đều ra thì chúng ta cắt nó với hiệu quả được. Và chất tóc bạn này các bạn thấy không? Nó rất là sơ nhá mọi người. Nên cắt là cũng khá là khoai đấy. Được trải được khi trực gãy luôn. Thì đối với những chiếc tóc gọi là dài như này thì nhiều bạn mới là rất là sợ. Nhưng mà mình cũng có lời khuyên cho các bạn là những cái này thì mình không có gì phải đáng ngại cả. Dài như thế này thì mình cứ chia tép ra, mình cứ chia tép nhỏ ra, mình cắt theo đường dẫn dẫn một đường xong rồi mình cắt đều là được. Ngày trước khi mà mình với bằng nghề mình cũng sợ những kiểu dài lắm. Có khi tạch khách mà tóc dài như vậy là cũng trần văn chịu, không dám cắt đâu. Nhưng mà bây giờ thì
khi mà nó theo thời gian mà nhiều lần mình cũng va vào, thế nên là mình nghĩ thì nó cũng bình thường thôi. Kể cả bạn này có cắt kiểu dài đi chăng nữa, kéo thì nữa mình cũng xử lý, có khi cắt kéo còn nhanh hơn ấy, xuống form là còn lâu hơn nhỉ. Đấy thì chúng ta chia một đường ở giữa nhé, một đường ở giữa, đường dẫn ở giữa, gọi là đường dẫn này. Kép dọc này chúng ta bổ ở giữa đỉnh đầu xuống. Đấy chúng ta cắt cắt chúng ta ướm chừng môi cần thì nó khoảng độ 43 đến 4 cm gì đấy, tùy theo gọi khuôn mặt của khách chúng ta lựa chọn. Sau đó chúng ta tỉa sang hai bên nha mọi người. Cắt xong cái đường dẫn ở đấy, chúng ta sẽ cắt sang ngang hai bên. Như thế thì có cái đường dẫn rồi thì nó sẽ đều hơn cho mọi người. Đối với kiểu tóc dài và tóc sơ như này thì chúng ta cắt có khi là phải sử dụng gọi là cắt ngang rồi cắt dọc nữa thì chúng ta mới đều được. Mà dài như vậy có khi là phải cắt hai lượt này. Đấy. Khi mà chúng ta cắt xong chúng ta sẽ kéo ngang ra ở bên cạnh, tại vì những cái đầu mohican này, những cái thành hai bên hay bị phè, có nghĩa là khi mà chúng ta đi gió nó sẽ ngược về, nó hay bị phè, nên là chúng ta cần phải kéo ngang hẳn ra. Đây, chúng ta sẽ cắt theo cái đường dẫn. Mọi người thấy không? Tóc nó sơ thế nên là cảm giác nó rũ xuống thì chúng ta không cẩn thận cắt vào tay. Đấy. Thì chúng ta lưu ý nhé. Nó rũ xuống, nó che đi ngón tay này, che cả cái mũi kéo của mình, nhìn nó rất là hơi khó một chút. Đấy, đối với kiểu đầu này thì chúng ta cứ chia tép nhỏ ra rồi chúng ta cắt dần thôi, phá dần dần từ từ, chứ không một phát mà xuống luôn được. Muốn đẹp thì chúng ta phải từ từ, cái gì cũng thế, làm sao mà nó nhanh nhất hiệu quả nhất chứ không phải nhanh mà ẩu được. Đấy, sau khi bắt ngang rồi mình sẽ kéo dọc ra, kéo từ đấy điểm chuẩn ở sát thành, cắt làm sao để cho nó liên kết với lại hai cái thành mọi người. Khi mà chúng ta bắt ngang rồi là nó vẫn thừa, chúng ta phải kéo chuẩn là hai bên thành để cắt liên kết vào. Nhìn rất là gọi là nhìn rất là chưa chuẩn chưa đúng đúng không ạ? Đấy cứ từ từ rồi chúng ta sẽ phá dần dần. Đấy, chúng ta sẽ kéo đây một tép kéo sang ngang. Cái này là bắt ngang rồi mình sẽ bắt dọc. Dọc kéo xuống. Đấy. Đấy thì tất cả những cái phần mái ở trên tốp, ví dụ cái gió có thổi ra thì nó cũng không thừa. Kể cả nó có thừa thì nó không đáng kể mọi người. Đấy, bắt như này là nó chuẩn, gọi là tương đối rồi. Đấy, chúng ta cứ làm theo cắt kéo ngang ra, cắt liên kết vào cái thành là được. Bên này cũng thế. Đấy, chúng ta kéo dọc kéo ngang là kéo một tép dọc và kéo ngang ra, cắt liên kết với cái thành. Đối với những kiểu tóc dài như này thì chúng ta xịt nhiều nước một chút để cho nó ướt đẫm đẫm một chút thì chúng ta cắt cho nó chuẩn. Xịt xong khi mà chúng ta cắt thì phải sấy khô đi đấy nhá, sấy khô để kiểm tra này, tại vì khi cắt ướt này nó chuẩn sấy này nó sẽ có sợi thò sợi thụt. Đấy, chúng ta dâng kiểm tra lại một lần nữa. Đấy, kiểm tra dọc xuôi xuống đấy các bạn theo. Giờ bắt đầu nó mới hình thành ra cái form, hơi hơi ra form. Giờ chúng ta sẽ xử lý phần mái, chúng ta sẽ cắt ngắn phần mái đi, tạo phần mái thì mình sẽ lấy một tép ở giữa mình cắt làm đường chuẩn chuẩn ở mái, xong rồi mình sẽ cắt sang hai bên nha mọi người.
Đấy, phần mái sẽ là phần điểm chuẩn và chúng ta sẽ tỉa sang hai bên. Và chúng ta lưu ý một chút là khi phần mái chúng ta cắt ấy, cái mái bạn này ấy, thì chất tóc của bạn ấy hơi 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 một chút xoăn xoăn, nên là chúng ta kéo nó vừa tay, chúng ta không nên kéo mạnh. Kéo mạnh quá khi chúng ta cắt là nó sẽ bị kéo căng ấy. Chúng ta cắt là khi mà sấy thì nó sợ co lên, nó sợ hụt, nên mình kéo vừa vừa ấy mọi người. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành sấy. Khi mà cắt xong ở trên thì chúng ta sẽ tiến hành sấy khô. Sấy khô đi để chúng ta nà đi những cái phần mà tóc thừa. Các bạn có để ý là hai bên thành không? Nó đang là thừa. Thì chúng ta sẽ kê lược đi và làm mịn thành lại. Làm mịn lại, phá cái gờ đi để cho nó liên kết lại nha. Và chúng ta nà thêm. Và chúng ta tiếp theo đen cái chán, phần chán nha. Khi sấy xong rồi phần chán nó sẽ không đều và mình sử dụng tông đơ bấm viền để bấm lại một chút để cho cái mái nó đều. Tại mà khi chúng ta cắt ướt thì nhìn tóc nó sẽ bện vào nhau thì chúng ta không thể phát hiện ra được. Sau mà khi tất cả mỗi một lần mình cắt ướt xong ấy, mình sẽ sấy hết lại, sấy bung bét về tóc về gọi là trạng thái tự nhiên nhất để mình còn những phần nó thừa mình cắt nốt đi. Gọi là hoàn thiện đấy mọi người. Đấy, nà đi những cái phần thừa thẹo gì đấy. Bây giờ là gọi là chúng ta lên được form rồi đấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành làm đẹp nó. Lên form xong rồi chúng ta làm đẹp nha mọi người. Đấy thì các bạn thấy không? Khi mà chúng ta cắt rồi phần trên mái này dày thì chúng ta sẽ phải tỉa nó đi để cho nó có sự mềm mại. Rồi mình sẽ tiến hành tỉa. Đầu tiên mình sẽ tỉa sau gáy trước. Đây, mình nâng kéo lên mình tỉa đều. Rồi tiếp theo đó mình sẽ chia phần trên từng tép một mình sẽ tỉa. Đối với những kiểu tóc Mohican thì chúng ta nên sử dụng kỹ thuật tỉa texture. Đấy, chúng ta sẽ tỉa nghiêng kéo đi một chút để nó tạo ra những cái nọn. Khi chúng ta vuốt sáp thì nó sẽ có cái độ bay. Các bạn lưu ý là khi tỉa chúng ta, khi mà tỉa xong mỗi tiết tóc thì chúng ta kéo nó về đằng sau nhé. Kéo về đằng sau để làm gì ạ? Để tránh gọi là khi mà tỉa rồi chúng ta sẽ tỉa lại một lần nữa thì nó sẽ lát tóc. Chúng ta lưu ý chỉ tỉa trên ngọn nhé. Đấy, khi tỉa xong rồi kéo về đằng sau, chúng ta bắt tiếp cái tiếp tóc tiếp theo đi. Đấy. Tỉa như thế thì nó về đều nha mọi người. Đấy, chúng ta cứ lần lượt bắt từng tép này, từng chỗ đấy, hai bên cạnh xong rồi giữa. Cứ thế chúng ta chia ra, chúng ta bắt thôi. Chúng ta phải làm lần lượt cho mọi người, chứ không phải là dâng lung tung lên xong rồi tỉa nhăng thì sằng chỗ dày chỗ mỏng đó. Chết dở đấy. Ok, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra. Và chúng ta cảm thấy chỗ nào mà nó còn dày hơn con mắt của mình nhìn ấy, chúng ta tỉa tiếp vào chỗ đấy. Mình đang tỉa phần mái đấy nha. Đấy, phần mái. Đối với chất tóc mà dày quá chúng ta tỉa nhiều một chút thì cho nó mềm ra, làm giảm kể cả cái trọng lượng của cái tóc đi một chút, cho nó cảm giác nó nhẹ bay lên. Đấy, đất hai cái thành này chúng ta tỉa mềm mềm một chút, sấy lại và chúng ta là đi, nhìn nó sẽ được mịn. Ok, xong rồi. Giờ là mình sẽ tiến hành sấy lại một lượt chút nữa. Đấy. Đây mọi người. Đây, chúng ta cứ cảm thấy chỗ nào nó chưa được mắt thì chúng ta
làm cho tới đẹp thì thôi. Và bạn này đợt trước là bạn để ở side bát, thế nên là các bạn để không, cái phần trán nên là nó hơi bị chõe ra. Đấy, thế là khi chúng ta mà sấy thì lưu ý nhá, chúng ta sẽ sấy vun hai bên vào đấy, chéo hai cái góc trán vào để đẩy tóc nó về giữa, về cái trạng thái gọi là tự nhiên của nó ban đầu. Tại vì đợt trước bạn để xe bát nên bạn cứ sấy theo theo cái kiểu đấy nên nó chõe ra. Thế là bây giờ chúng ta cắt là lưu ý chúng ta sấy nó về trụm vào giữa nhá, để nó về cái mái nó đều nhất, bằng nhất, tự nhiên nhất. Rồi thì vừa rồi mình là ta tiến hành xuống một form đầu rất là dài cho bạn này, thay đổi cho bạn ấy xuống một kiểu tóc gọi là Mohican. Các bạn thấy không, rất là khỏe khoắn ngắn gọn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cạo, sẽ đeo khâu cạo nha mọi người. Cạo rồi sau đó vuốt sáp. Thì phần cạo này cũng rất là quan trọng nha mọi người. Mọi người lưu ý cạo nó phải nét mai, nó phải tròn, thì nó phải có hồn. Khi chúng ta làm ra một tác phẩm nó phải có nhiều cái sự liên kết với nhau, từ cạo đến phần chân rồi phần tốp. Các bạn mỗi người phải có một con mắt mình nhìn để liên kết nó lại, để cho nó có một cái sản phẩm nó đẹp nhất có thể. Các bạn lưu ý nha, đối với những thanh niên thì chúng ta không nên cạo chắn chắn vuông nha mọi người. Tại vì chắn như vậy thì nhìn nó rất là thô. Chúng ta nên cạo để mai mới tự nhiên. Thì nhìn cho nó trẻ trung mà nhìn nó mềm mại hơn. Bóng vuông thì chúng ta chỉ dành cho những kiểu tóc như kiểu là chân phương, kiểu tóc gọi là xanh xanh ấy. Hoặc là chúng ta thường thường bây giờ là có những kiểu tóc side part hay là layer mà cắt xanh xanh chân thì bấm vuông gáy thôi nhá. Mai chúng ta không bấm vuông, mai thường thường là để tự nhiên nữa. Đường cạo là phải nét nha mọi người. Nét thì nhìn sản phẩm nó mới có hồn được. Ok, cạo xong rồi chúng ta sẽ sấy vào bột sáp nha. À, bạn khách này là có thêm một yêu cầu nữa là bấm cho bạn hai cái vạch ở cái lông mày. Ok, khách hàng là thượng đế nên đơn giản thôi. Anh em bấm hai cái để tạo một cái điểm nhấn. Đấy, nhìn cho nó ngầu ngầu một chút nha. Đấy, cũng rất là hợp với bạn ạ. Đấy. Tiếp theo mình sẽ vuốt sáp cho bạn tạo kiểu. Thì tất cả những cái sản phẩm khi mà chúng ta lên video hay là chụp ảnh thì tất cả đều phải trải qua make up nha các bạn. Chứ không tóc nào mà nó tự nhiên để nó đẹp được. Chúng ta phải make up và sáng tạo vuốt làm sao theo cho nó được ý mình. Thì như bạn này thì mình sẽ vuốt rối, mình thì thích theo kiểu là vuốt nó tự nhiên một chút, nó bay bay một chút nha. Chứ mình thì không thích cái kiểu vuốt vuốt lọn mà để theo hàng lối như một một số như kiểu các bạn dân tổ ấy. Đấy là mình thực ra thì mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp khác nhau. Mình thì mình thiên về cái kiểu nó bay bổng một chút,
mình thích nó tự nhiên. Đấy. Thì mỗi người có một phong cách, thì mình vuốt như thế này thì nó sẽ có độ tự nhiên hơn, mềm mại hơn. Ok rồi, khi mà chúng ta vuốt xong chúng ta sẽ cân chỉnh xem là những phần nào. Vâng, và đây là kết quả. Vâng, kết quả khi mà phá form tóc dài nha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi mình nha. Mong các bạn hãy ủng hộ cho mình một follow nha.